Xin chào tất cả các bạn đã đến với trang Facebook cũng như là YouTube của công ty Nhật Việt. Mình là Nguyên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sao lại toàn bộ dữ liệu trên đàn vào trong USB hoặc là vào trong ổ cứng của đàn. Thì để sao lại dữ liệu trên đàn thì các bạn cần làm những thao tác như sau. Đầu tiên, các bạn cần chọn cho mình chính là một cái nút file, các bạn bấm vào nút file ở phía đây. Tiếp đến các bạn chọn cho mình vào cái lệnh là internal ở đây. Tiếp theo, các bạn sẽ bấm vào dấu gạch gạch góc bên phải phía trên của màn hình ở đây các bạn sẽ bấm rồi các bạn sẽ chọn cho mình là chữ sao để lưu được một thì nó sẽ đàn sẽ hỏi các bạn cần chọn một vị trí để seal thì các bạn phải bấm vào nút ba chấm nhỏ ở đây để mình chọn vị trí seal rồi tiếp đến thì các bạn nếu các bạn muốn lưu dữ liệu của mình vào trên ổ cứng của đàn thì các bạn phải chọn vào cột dead còn nếu các bạn lưu vào trên thiết bị nhớ ngoài của mình, chẳng hạn như USB thì các bạn sẽ chọn bấm vào chữ USB ở đây, và ở đây của mình là nguyên Rồi, ở đây mình sẽ chọn lưu trên vào ổ cứng của đàn thì mình sẽ chọn vào cọt disk Tiếp theo các bạn cần làm thế là bấm tam giác nhỏ phía trên bên đây Rồi, các bạn sẽ bấm cho mình là READ NEW.KST dùng đầu tiên Và các bạn đặt tên cho mình cái bộ set mà các bạn muốn lưu lại Ở đây mình sẽ đặt tên cho mình là Nhạc Việt Rồi, sau khi các bạn chọn tên mình xong thì các bạn sẽ bấm OK. Rồi, các bạn bấm tiếp tục OK để mình lưu lại dữ liệu của mình. Rồi, các bạn bấm tiếp tục Sell. Rồi, như vậy là đàn đã sell lại toàn bộ dữ liệu của bạn trên đàn vào trong cái phần ổ cứng của đàn. Rồi, như vậy là Nguyên đã hướng dẫn cho các bạn xong thao tác làm sao để lưu được dữ liệu của mình lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.